cha la tha la vi sa me ya tha gan tha pa na ga ti than ta san ti ke ya muni wa ra wa cha nang sa tha wo me su nan tu tham ma sa wa na ka lo a yam pha đan ta tham ma sa wa na ka lo a yam pha đan ta tham ma sa wa na ka lo a yam pha đan ta Nam mô Tát Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhassa Nam mô Tát Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhassa Nam mô Tát Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhassa Buddhang Saranam Gacchami Dhammang Saranam Gacchami Sanghang Saranam Gacchami Tutiyambi Buddhang Saranam Gacchami Tutiyambi Dhammang Saranam Gacchami Tutiyambi Sanghang Saranam Gacchami Tatiyambi Buddhang Saranam Gacchami Tatiyambi Dhammang Saranam Gacchami Tatiyambi Sanghang Saranam Gacchami Iti Biso Bhagava Arahang Samma Sambuddho Vicca Charana Sambandho Sugato Lokavidu Anuttaro Purisadamma Sarati Sattha Deva Manussanam Buddho Bhagavati nati me saranang anyang buddho me saranang warang etena sacca vaccena hontu me jayamangalam uttamang yena vandeham badabang samvarutamang buddheyo kharito doso buddho khamatu tang mamang Sakato Phagavata Thammo Sanditiko Akaliko Ehipasiko Opanayiko Pachatang Veditapo Vinyuhitinati Me Saranang Anyang Thammo Me Saranang Warang Ete Nasacha Vacche Nahontu Me Jayamangalang Uttamang gena vande hang thammang jadu vithang varang Thamme yo kharito doso thammo khamato tang mamang Subhatibhano phagavato savaka sangho Ujubhatibhano phagavato savaka sangho Nyayabhatibhano phagavato savaka sangho Samiji Bhatibhano Phagavato Savaka Sangho Yadidang Chattari Burisa Yugandi Atha Burisa Bongala Esa Phagavato Savaka Sangho Ahuneyo Pahuneyo Dakhineyo Anchalikaraneyo Anuttarang Bunyang Khetang Lokasatinathi Me Saranang Anyang Sangho Me Saranang Warang Ete Nasacha Vacche Nahontu Me Jayamangalam Uttamange Navandehang Sanghang Chaduvithottamang Sankhe yo khalito doso sankho khamato tang mamang Vandami cheti yang sabbang sabbathane subhatithi tang saririkatha tu maha bodhin buddharu bang sakalang sada Sambuddhe atha visancha dvada sancha sahasa ke pancha sata sahasa ni namami sirasa aham te sang dhammancha sanghancha adare na namami hang namakara nufave na hantva Sabbe ubhata ve aneka antaraya pivinasantu ase sato Sambuddhe pancha panya sancha chatu visati sahasake
Bạn Điền khoa tắt mic đi Trần.
Mẹ mời chú Trần Văn Điền đắp mấy chùm á. Thưa sư, chưa mở mấy cái sư. Alo, dạ thưa sư, sư chưa mở mic. Alo, dạ thưa sư. Chờ chút đi con. Cho nhiều khi cái máy của sư bị trục trặc cái gì á. Bị gớp mạng á, ai có ai gọi là sư bị gớp mạng. Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Tham Mai giá, Nam mô Tăng Thầy giá. Xin chào các Phật tử. Nãy thì sư Không tin anh lại sư gạ. Dạ. Rồi bây giờ hôm nay thì chúng ta sẽ sửa bài tập số 8. Để bài tập số 8 rồi nếu mà còn thời gian thì chúng ta sẽ học bài số 9. Giờ trước tiên trước khi sửa thì chúng ta đọc các câu vân ly dành cho bài sửa ngày hôm nay. Rồi đây là phần bài tập số 8, 5 câu tiếng vân ly và 5 câu tiếng Việt. Câu số 1 là Bodhisatto Appacharanam Pachahitwa Gamanigame Su Vindaya Samancharitwa Pakatiya Aharam Kunchi. Câu số 2 Siddhattha Bodhisattva Pakatiya Aharam Kunchi Tassa Tassa Arupyam Yatha Puram Patilabhi. Câu số 3 Tassa Na Sambuchi Tassa Về sa kha pun na mi ya pa cho sa ka lam hi sa pa ni pan cha ma ha su pi na ni pa tu ra he sung. Câu số 4 So pa si ma ha pa tha vi ta yan nang a ho si Appata raja bimpo hanang ahosi so ita sayiti. Câu số 5 Maha supinani bodhisattang vichana pe tung vichana pe sung a ahang anuttarang samma sambodhin atigacchi samiti. Đây lần nữa ha.
phù thi sa tò ta pa cha ra năng pa cha hi tò a ga ma ni ga mê tu pin đà yá sa măng cha rê tò a pa ka ti ya a ha răng kinh chi si ta tha phù thi sa ta sa pa ka ti ya a ha răng kinh chi ta sa a ru yang yá tha phu răng pa ti la phi o su ba ta sa na sam phu chi ta sa về sa kha phun na mi ya pa chu sa ka lam chi sa pa ni pan cha ma ha su pi na ni pa tu ra he su o su bong so pa si ma ha pa tha vi sa ya nan a ho si pa pa ta ra cha pin po ha nan a ho si so i tha sa yi pi ma ha su pi na ni pu thi sa tang vi cha na pe su a hang an u ta rang sa ma sam pu thi a thi ga chi sa mi ti ra vi ma ya lap ya tai lan để hang đọc bài rồi cô một trăm mà lớp luôn sư đi như có tham mi cá lồng nè rồi để tham mi cá lồng mời đi mà các tử giơ tay lên để đọc bài. Giảng lòng nó mới vô sư ơi. Cho con quần lại đi nó. Rồi mời cô Tân mời đi mà các tử giơ tay lên để đọc bài. Dạ, xin mời Phật tử Hảo Nguyễn. Dạ bà sư, con xin đọc 5 câu dịch Pali sang tiếng Việt ạ. Bodhisatto tapacharanang pachahitva amanikamesu pidaya samang charitva pakatiya aharang punji. Câu số 2. Siddhartha bodhisattassa pakatiya aharang punji tassa tassa Arokiyang Yatha Purang Patilapi. Câu số 3. Tassa na sambuchi tassa Vesakha punnami Ya pachusa kalamhi Sabbani pancha Manha supidani Paturahesum. Câu số 4. So passi maha patha quy sayanang ahosi babata raja bibo hanang ahosi so itha sayiti. Câu số 5. Maha supinani bodhisattang vichana pesung ahang anuttarang samma sambuddhin Atigachi Samiti. Dạ con xin hết ạ. Dạ xin mời cô Tôn Nữ Diệu Bảo. Dạ bạch sư, con xin đọc 5 câu từ Pali sang tiếng Việt ạ. Bodhisatto tapacharanang pachitoa gamaniga mesu bindaya sanang charitoa Pakatiya Ararang Bunchi. Câu số 2. Siddhartha Bodhisattassa Pakatiya Ararang Bunchi Tassa Tassa Aroyang Yatha Burang Patilatthi. Câu số 3. Tassana Sambuchi Tassa Quê xa khá bồn nà mì dà Bách chù xá cà làm hí Sá bà ní bành chá Má hà sú bí nà ní Bà tú rá hề sùng. Câu số 4. Sô bác sĩ má hà bác hà quỳ Sá gia năng oà hồ sĩ Bác bác bá rà chá Rà chà Bíp bồ Hà năng a hồ sĩ sô ý thà giá di tí Má hà sú bí nà ní Bồ thí sách tăng Quý chà nà bề sùng á hằng Á nút tá rằng Sàm mà sàm bồ thình
Athi gachi mamiti samiti. Con xin hết ạ. Xin mời Phật tử Tiên Mã. Dạ, thưa sư xin đọc dịch Bali sang tiếng Việt. Câu thứ nhất. Bodhisattva tapacharanam pacharitoa gamani ga mesu bindaya senang samang charitoa bakatiya aharam punji. Câu số 2. Siddhartha bodhisattva pacharitoa aharam punji tassa tassa agoryam ye the puram pati le phi. Câu số 3. Tassa ne sambuddhi tassa vesakha punnamiye punnamiye pachu pachu se ke le ke lam hi sabbani pancha Mahasu bi nani bature hesum. Câu số 4. Sô bát sĩ Mahabhathavi se dân năng e hồ sĩ bát bé ta rè trè bít bồ hà năng e hồ sĩ sô ý thế se dì tí. Câu số 5. Mahe su bi nani bodhisattva vi tre ne besum ehang anuttaram samma sambodhin athi gacchi samiti. Dạ thưa sư xin hết. Xin mời Phật tử Phạm Tịnh Thảo. Dạ thưa sư, con xin đọc dịch Bali sang tiếng Việt ạ. Bodhisattva tadacharanam vacchahitva gamani gamesu bindaya samang caritva bakatiya aharam punji. Câu số 2. Siddhartha bodhisattva bakatiya aharam punji tassa tassa ajojam rất thà phú rằng patin nát xí. Câu số 3. Tát xá ná âm bức trí tát xá vê xà khá phun ná mi ní ta tát chù tát ca nam hí tát ta ní bành trá má hà su tí na ní tà tú giá hê sùng. Câu số 4. Sô tát xí Maha Tá Khá Quỳ Tá Văn Măng Á Hồ Sĩ Bắp Bá Tá Ra Trà Bình Bồ Hát Măng Á Hồ Sĩ Sô Ý Thá Tá Duy Tí. Câu số 5. Maha Sú Tí Na Lý Ô Thí Sát Tăng Ví Chà Na Tê Sùng Á Hằng Á Nút Tất Tăng Tâm Na Sâm Bồ Thìn Athigatthisamiti. Là thứ tư con xin hết ạ. Xin mời Phật tử Lan Lê. Dạ thưa sư, con xin đọc bài Bodhisattva tapacharana bacchihitto gamani gamesu vindaya samang charito pakatiya aharang punji. Câu thứ 2. Siddhartha Bodhisattva Siddhartha Bodhisattva Pakatiya Arahan Punjitasa Tasa Arujan Yathaburan Batilapi. Câu số 3. Tasa Nasam Buchitasa Vesakapunamiya Phát chú sát ca lâm hí sát bà ni phàn chám ma hà su phi nà ni phà tu ra hè su. Câu số 4. So
Pasi maha patawi sayanang ahosi babatara taraja po vipohanang ahosi so itha sayiti. Câu số 5. Maha supinani bodhisattang vijana pesum ahang anuttarang sama sambodhin atiyachi samiti. Dạ thưa sư, con xin hết. Dạ có cầu Phật tử nào muốn đọc không ạ? Xin mời Phật tử Diệu Thủy. Dạ bạch sư, con xin đọc ạ. Bodhisatto tapacha ranang papa hitoa gama diga mesu pindaza samang chari chari toa pakatiya aharang punji. Câu số 2 ạ. Siddhartha bodhisattasa pakatiya aharang punjitasa tasa arup rằng gia thà pu rằng bát tí đáp phí. Câu số 3. Tát xá ná sam pu chi tá xá quê xa kha pun ná mi mi ya bác chú xa ca làm hí sáp bà ní pan chá ma hà su pi na ní pa tú ra hề sùm. Câu số 4. Sô ma xí ma hà bát thà quỳ sa gia nằng á hồ xí bắp bá ta ra cha bí bồ há nằng á hồ xí sổ ít thá xà dì tí. Câu số 5. Ma hà su pi nà ní hồ thi sát tăng vi cha nà pê sùng á hằng á nút ta rằng sàm mà sàm bồ thình á thi gách chí xà mì tí. Bạch sư con xin hết ạ. Xin mời Phật tử Lâm Thị Nương. Dạ bạch sư con xin đọc dịch Pali sang tiếng Việt. Câu thứ nhất. Bodhisatto tapacharanang pacahitoa gamang gamani gamesu pindaya samang samang caritoa pakatiya aharang punci. Câu số 2. Siddhartha bodhisattasa pakatiya aharang punci tassa tassa arogiyang yatha punrang pati lafi. Câu số 3. Tassana tassana sambuchi hitasa we sakha pun punamiya pacu saka langhi safani panca maha supinani patu rahesum. Câu số 4. So pasi maha maha patawi sayanang ahosi papa taraja bibo anang ahosi so itha sa chiti. Câu số 5. Maha sung pinamni bonthi sattang vicha na pesum ahang anuttarang sama sambutin atikachi samiti. Dạ bạch sư con xin hết. Xin mời Phật tử em. Dạ thưa sư con xin đọc câu số 1. Bodhisatto tapacharanang pacahitoa gamani gamesu pindaya sanang charitoa pakatiya aharang punji. Câu số 2.
Siddhartha Bodhisattva Pakatiya Aharang Bunjitasa Tassa Aroyang Yatha Purang Pati Lathbi Kausubha Tassana Sambujitasa Vesakapunna Miya Pachu Sakala Langhi Sapani Pancha Mahasupi Nani Hatura Hesun. Câu số 4. Sopasi Mahapathayi Sayanang Ahosi Papata Raja Vipohanang Ahosi Soitha Sayiti. Câu số 5. Mahasupinani Bodhisattang Vichanapesun Ahang Tarang Samasambuddhin Atigachi Samiti. Dạ thưa sư, con xin hết. Dạ có còn Phật tử nào muốn đọc không ạ? Dạ thưa sư, xin đọc. Dịch Bali sang tiếng Việt. Một Bodhisattva Tapacharanang Pachahitva Gamani Gamesu Pindaya Samang Charitva Pakatiya Aharang Phung Chí. Hai Siddhartha Bodhisattva Pakatiya Aharang Phung Chí Tissa Phung Chí Tassa Tassa Aroyang Yatha Purang Pati Lafi Koba tassa na samputi tassa vesakha punamiya pecho saka lamhi sapani pancha maha supinani patu haresum bốn so pasi maha patawi sayanang ahosi papata raja pipo hanang ahosi so ithasa jiti punam Maha Supinani Bodhisattang Vichana Pesum Ahang Anuttarang Sama Sambodhi Athigacchisami Tí. Dạ thưa sư, đã hết Phật tử đọc rồi. Rồi giờ bốt bài lên đi cho các Phật tử mình sửa. Có mở chứ nhé, có mở bài chứ. Dạ rồi. Làm câu số 1 nha Trang. Câu 1 con dịch trên chat rồi à. Con dịch câu số 1 trên chat rồi đó cô Bảo ơi. Dạ dạ. Dạ. Bảo dịch câu 2 đi. Dạ con dịch câu 4 ạ. À, con xin dịch câu 3 ạ. À biết ha. Dạ con dịch câu số 5. Dạ rồi. Cô nào dịch câu 2 á? Cô dịch câu 2 á con. Dạ. À, con dịch nè. Khi Đức Bồ Tát Chỉ Đạt Ta thọ dụng vật thực. Thông thường Đức Bồ Tát Chỉ Đạt Ta Chiếc sách thá
Rồi luôn. Thọ dụng vật thực thông thường. Sức khỏe của Ngài. Đã phục hồi. Lại như trước. Rồi, cảm ơn Trân. Dạ, còn câu 3. Dạ, câu nào dịch câu 3 ạ? Không là dịch câu 3 hả? Dạ có rồi, con sư. Em dùm cô chữ khi đi Trân ơi. Câu số 3. Khi Bồ Tát chưa giác ngộ. Khi xong rồi đó. Chị Hoa em là đưa tắt mấy cái chị Hoa. Rồi chúng ta coi bài sửa ha. Xuống câu số 1 trước đi. Trở lên câu số 1 trước đi. Rồi câu số 1. Chúng ta thấy là Phô Thí Sắc Tô Tắp Phá Chá Răng Nàng Phái Chá Hí Tòa Gà Má Ni Gà Mê Xú Phình Đà Giá Sá Măng Chá Rí Tòa Phá Cá Thí Gà Á Răng Phương Chí. Ở đây mình có bất biến quá khứ phân từ thì mình sẽ dịch chủ từ trước hoặc là bất biến quá khứ phân từ trước. Thì ở đây là dịch bất biến quá khứ phân từ trước ha. Sau khi từ bỏ khổ hạnh là dịch bất biến quá khứ xong rồi mình dịch túc từ của bất biến quá khứ phân từ sau khi từ bỏ khổ hạnh, rồi sau đó dịch chủ từ ha, là Bồ Tát, dịch bất biến quá khứ phân từ tiếp theo ha, đi vào làng, đi vào làng thích thực, chữ làng không không đủ. Đi vào làng và thị trấn. Mở cái mạng đi. Đi
chi gọi là và thị tấn thích thực một cách điều đặn, từng cách điều đặn phải dùng vật thực theo thông thường và làm một thị tấn thích thực một cách điều đặn, cách điều đặn. Ở đây mình thêm chi hòa nữa mới được. Và thọ dụng của ông sư. Và thọ dụng bậc thực theo thông thường. Rồi. Ở đây mình thấy là nó có ba cái bất biến quá khứ, hai cái bất biến quá khứ thành từ. Nhật bất biến quá khứ thành từ thứ nhất trước, rồi sau đó bất biến quá khứ thành từ thứ hai, rồi sau đó là động từ theo thứ tự vậy. Rồi câu số 2, chi thất hạ phù chi sa ta sa pa ca ti ya a ha rang pun chi tắc sa ta sa a ru yang ya tha pu rang pa ti lập khí. Thì ở đây nó có cái cụm là ở dạng sở thuộc cách làm có chi thất hạ phù chi sa ta sa pun chi tắc sa. Ở đây mình phải dịch nó là để nó khác với chủ từ, để chúng ta phải dịch nó là trong khi, dịch trong khi, dịch khi không được dịch khi nó lộn với chủ từ nên phải dịch là trong khi. Sao vậy? Đúng lộn. Trong khi Đức Bồ Tát, trong khi Đức Bồ Tát tập khác, họ dùng vật thực thông thường, nguyên cái cụm này mình dịch nó hết luôn cái phần liên quan. Rồi sau đó mình dịch chủ từ, thì ở đây chữ aru văn là chủ từ, aru văn là chủ từ này mình cho nó cái phẩy chỗ này đi, cái dấu phẩy chỗ này đi. Phẩy ở dưới thông thường nè. Ở đâu dân phải trên dưới xuống. Phần tiếng Việt nè. Phần tiếng Việt nè. Dạ dạ. Trong khi Đức Bồ Tát họ dùng vật thực một cách thông thường, sức khỏe của Ngài, chữ Arujan là sức khỏe tác đó là của Ngài ha. Sức khỏe của Ngài đã phục hồi lại như trước. Tí là khi là phục hồi và tham phú răng lại như trước. Rồi câu số 2. Câu số 3. Dạ, cái câu đó là bát cá tí gia sư, cái thứ 3. Hả? Bát cá tí gia. Cái thứ 3. Dạ. Ý là còn nói cái câu mà bát cá tí gia là cái thứ 3, nếu mà dịch vậy thì theo một chữ cái thứ 3. Họ dùng vật thực theo thông thường thì nó có cách nó rõ cái thứ 3 không? Thêm cái chữ theo đi, theo thông thường. Rồi, câu thứ 6, cách thứ 6 là sẽ dịch trong khi nữa sư. Cái đó thì người nào nói là cái cụm từ đặc biệt mình mới dịch vậy được. Ví dụ mình không xài cách thứ 6 được không sư? Được. Tại ở dạng này thì mình không có dịch cách thứ 6 được, phải dịch nó giống như là cách thứ 7. Tại dịch nếu mình không dịch như vậy, chỉ dịch khi không nó dễ lộn với lại chủ từ. Dịch trong ý con nói là cái cá thá bồ, cái cá thá bồ thí sát tô thì được không? À,
dẫn đường mà sư hả? Cái gì dẫn đường làm sao? Ý là con nói là cái chủ từ xài cách một á, được không? Sao cách một được? Cả đây người ta nói cái cụm từ đặc biệt, mà sao mà chủ từ cách một sao được? Ở đây có người ta có chủ từ á, rút văn rồi. Có thứ phân từ mà cái này không có thứ cụm hơn. Có thứ phân từ. Câu số 3 tát xá na áp phi tam phu chi tát xá về xà khả phun ni ya bạch chu sa ca lâm hi sa pa ni bành cha ma ha su pi na ni pa tu ra hê su. Câu này nó cũng tương tự giống cái câu trên, ta thấy là một danh từ ở dạng cách thứ 6 rồi một quá khứ phân từ ở cách thứ 6 thì nghĩa là trong khi. Trong khi Bồ Tát chưa giác ngộ, rồi có dấu phẩy như này là tốt rồi. Rồi đầu dịch chủ từ, nhưng mà ở đây cái chữ pa tu ra hê sung thì nó động từ giống như là pháo và tí, cô tí vậy đó, cho nên dịch động từ thứ dịch là có tất cả năm đại mộng đã hiện ra. Có tất cả năm đại mộng đã hiện ra vào rạng đông. Vào rạng đông ngày rằm tháng kê sạc. Rạng đông nghe được không? Hay là rạng sáng, cứ thực tại cái rạng sáng, vào rạng sáng ngày rằm tháng kê sạc. Rồi, câu số 3. Rồi, lên câu số 4. Sô bác sĩ có tháo quỳnh Sa yên nàng á hồ sĩ phó phá tha ra cha phim phù hạng nàng á hồ sĩ sỏi thác xây tí. Ngài thấy quả đất là chiếc giường núi chúa phó phá tha ra cha núi chúa không có cái ta ra cha việc là núi chúa là được rồi, núi chúa vua gì nữa dư vậy à, dư câu đó bỏ chữ vua của các loài núi, bỏ chữ miên ngang núi chúa là gối, núi chúa là gối qua ngày nằm trên đó, ni phụ phi sát tăng vi cha na pe sung a hang anuttarang sama samputin athigacchi samiti. Các đại mộng cho Bồ Tát biết rõ ràng
phải mong cho Bồ Tát biết rõ rằng ta sẽ chứng được quả vị toàn giác vô thượng, chứng được quả vị toàn giác vô thượng. Rồi sửa phần tiếng Việt đi. Thưa sư, cho con dịch câu số 1. Thưa sư, con dịch câu số 3. Thưa con dịch câu số 2. Cô đọc trân viết cùng cô nha con. Dạ. Câu mấy cô? Câu 2 con. Cô đọc đi cô. Vesakha ma sát sát. Trân chờ cô chút xíu, có người kiểm tra nhà cái nha con. Được rồi. Dạ, câu 3 ai làm á? Còn câu 4, câu 5. 2
245. Còn câu 2, câu 5. Cho xuống con câu 4. Cảm ơn. Trân ơi, con 5 tiên làm luôn được không? Câu số 3 cô mới sửa lại á. Câu số 3 cô mới sửa lại á, bên thay thế giùm cô cái câu trước. Cảm ơn. Lấy câu sau hả cô hả? À đúng rồi, lấy câu sau. Chị Tiên có muốn làm câu 5 không chị Tiên? Dạ con làm câu 2 ạ. Dạ làm đi chị. Câu 5 đi Trân. Dạ. Cho coi câu 5.
Quý cha ní như hiếu chân. Không phải tay đánh nó nhảy chữ dấu. Nhỏ quá không thấy đường. Nó thăm mà có tề, có chữ tề có chấm dưới. Được chưa cô? Được chưa cô? Chữ to chưa? Cái câu khác cũng vậy, làm cho nó lớn ra không nhỏ quá không thấy đường, màn hình còn lớn mà Trân. Dạ. Ngọc Trân sửa giúp ấy. Má ha su pí. Mình lại na ní, mình lại để là na ní. Câu nào chị? Câu 2 á. Má ha su pí na ní thì mình lại để là na ní. Em copy qua này rồi cho nó nhỏ rồi. Cảm ơn. Dạ thưa sư, xong rồi sư. Rồi chúng ta xem bài sửa ha. Còn một cái gì chia ra đi. Sau khi từ bỏ là một. Đi chi phần ra tiếng Việt đi. Sau khi từ bỏ. Phần phần tiếng Việt có ý sẽ nói á. Sao phần phần tiếng Việt sao? Phần giống mọi khi vậy đó. Câu mấy phần gì đó. Đã rồi tôi biết. Từ bỏ khó khăn. Sức khỏe. Của Bồ Tát. Đã được phục hồi lại. Như trước. Ví dụ chúng ta sẽ cho số ha. Sức khỏe là số 1. Sau khi từ bỏ khó khăn, cho nên sau khi từ bỏ nó là số 3. Khó khăn số 2. Bồ Tát số 1, sức khỏe số 2, sau khi từ bỏ số 4, khổ hạnh là số 3,
đã phục hồi lại là số số 6 như trước là số 5. Rồi bây giờ chúng ta xem ở trên xem coi câu ở dưới người ta làm sao. Dưới người ta làm đó là phu thị sắc cô và tập phái trả năng phái trả ít tổ hoa ta xa rụt chàng nhát thà phụ răng kỹ lập kỹ này cái tài nhiệt quá. Tức là cái câu chúng ta để ý phải đọc câu cho kỹ, nhưng mà ta cho cái câu giống như cái câu giống như cái câu ở Phật Bali trên ta đấu cho là cái gì, tức là nó phải có cái gì đó khác một tí, phải đọc hiểu thì mới làm được. Thì chúng ta sửa lại đi, sửa chữ của ngài của Bồ Tát. Dạ có câu dưới sư, dạ có câu dưới. À, câu dưới gì? Có câu dưới này, có câu dưới. Bồ Tát Tát Xá A Du Chăng. Chúng ta thấy là Bồ Tát Tát Xá của Bồ Tát là số 1, A Du Chăng là số 2. Từ bỏ khổ hạnh, Tát Phái Phái Chá Hi Toa là số 4, Tát Phái Chá Hạnh Năng. Chức năng này có chấm dưới này. Tập phát chá răm năng. Rồi bật tí lắp kín này, bật tí này cũng có ở trong dưới. Rồi, vậy là được rồi đó. Rồi, câu 2. Có tất cả là 1. Năm là một là hai, đại mộng là ba, hiện ra là bốn, và rạng sáng là năm. Cái câu đó nó dĩ hả? Có bị mất không vậy? Câu đó nó... Để ông tham vô. Rạng sáng, ngày trăng tròn, ngày trăng tròn tháng quên sắc. Thế xong rồi. Yeah. Vào rạng sáng là một, vào rạng sáng này ta tí, ngày trăng tròn một, tháng bị sát là một, như vậy thì có mấy, một hai ba bốn năm sáu bảy, bảy. Để tìm cho 7 hả? Tháng vi sắc, cho tháng vi sắc số 1 đi. Này, trăng tròn số 2. Vào rạng sáng số 3. Có tất cả là số 4. Năm là số 5. Đại mộng là số 6. Hiện ra là số 7. Rồi nó sẽ đi đúng không? Về xa tha ma sát sát phun nã mi ya và chủ sắc ca lâm hí
vào rạng sáng ngày trăng tròn tháng đi sát. Bodhisattva Minh, đâu có Bodhisattva Minh gì ở đây ha, bỏ chữ đó đi. Rồi có tất cả bành chá năm đại mộng ha xuất tí na ní đã hiện ra ba tu ra hi sung. Chữ sung này có chấm dưới, anh mở có chấm dưới. Rồi câu số 3, trong hai tay là một, tay phải là hai, bốn ngày là ba, đặt là bốn, trên biển là năm, cái tay là sáu. Bây giờ mình cật ra trong hai tay mình cho nó số một đi. Tay phải là số ba, tay phải là số ba, của ngài là số 2. Đặt là số 6. Trên biển là số 5. Chiếc tay số 4. Rồi bây giờ chúng ta xem lại trong hai tay, trong hai tay thì biết gì, cái này mình biết cách nó ra đi. Trong hai tay hả? Chỉ là mình chứ xuống này không biết đúng. Bỏ một chữ T này đi. Chữ D nào xuống? À, chữ B nè, hai chữ B kế bên nè, thắt thê xuống. Rồi cái chữ O này thành nó chữ A. O A. Dạ, ô phô xuống. Ô phô xuống, ô phô. Ô phá thê xuống luôn, biết ghép luôn. Tại mình chưa học xuống đi. Ô phá thê xuống. Trong hai tay, tay phải, đặt khi nó thật khô, của ngài. Chữ á hô tiếng mình đổi dịch là đạt được. Như qua mô hát thô ở hiện tượng qua mô hát thô như đặt trên biển phía đông. À, cái chữ qua mô hát thô bỏ luôn, động từ này bỏ luôn, ba chữ này bỏ ngay đi. Ohito Ahoshi. Ở trong từ vựng cho Ohito hả? Dạ. Yeah.
cái bài này con phản nó là gì? Cho chúng tôi con phản. Cho nên phần tiếng Việt coi có cái mở đầu của bài này con phản nó là gì? Dạ ông khi tôi hồi xí là đã được đặt cụm từ. Xài động từ luôn ha. Câu nãy nó rồi, nhớ sư coi xem câu nãy coi. Xài động từ nó là ô hi dí. Ô hi dí. Ô hi gì sư? Ô hi dí y dài. Rồi. Rồi, được rồi đó. Đặt trên biển phía Tây. Rồi. Câu thứ 4. Tay còn lại một của ngài là hai, đặt là ba, trên biển là bốn, phía trong là năm. Câu một cái này câu hai, hai câu ha. Riêng cả hai chân, riêng cả hai chân, cả hai chân đặt trên biển thiên nam. Rồi dừng cho số tay còn lại là số 1. À, xin lỗi, tay còn lại là số 2 của ngày là số 1. Đặt là số 5, trên biển, trên biển là đặt trên là số 4, phía trong là số 3. Rồi chữ riêng là số 1. Vậy cái đó nó hai câu, cả hai là số ông riêng cho riêng số 1 và số 2 cũng được. Thì cả hai chân là số 2, đặt là số 5. Trên biển là số 4, phía nam là số 3. Rồi chúng ta xem giờ câu mở câu đầu tiên. Ta sa pa ra hát thu, tay còn lại của ngài
Sapara hấp thu là đủ rồi, là tai còn lại rồi. Cho nên cái chữ qua qua mô hấp thu mình bỏ nó đi. Rồi xài luôn động từ ha. Ô hi di, bỏ chữ ô hi ta vô xí đi. Sau này sẽ sửa lại cái động từ đó trong bài. Số nhiều, dạ số nhiều sư. Ừ? Số nhiều. Ba đà. Hai chân. Không có. Ở trên vẫn là số ít mà. Biết là giờ sáng, sáng hồ sư. Bỏ chữ Ahu Ohita đi. Viết lại Ohiji. Rồi. Bana Uho Pata. Này viết ghép lại luôn đi. Uha Pata. Uha Pata. Rồi sửa lại cái động từ luôn. O hi yin su. Chữ y trường âm. Rồi bỏ chữ a hê sung đi. Đại mộng thứ nhất, đại mộng số 5. Rồi phần trong mặt kép đó, mình cho nó một cái số riêng, người ta là số 1. Chắc chắn là số cái số bình thường. Chắn là số 1, 2 và 4. Chắc chắn là số 3. Chính được là số 4. Tầm giác là số 2. Tầm giác tí là số 2. Rồi chúng ta xem hiến cái Bồ Tát Bodhisattva Pathamang Mahasupinang Vajrayekhitwa Samasambuddhiyanang Akha Athigacchisa Viti Vichani. Cái chữ Vichani này mình có thể viết ở đây hoặc là viết chỗ sau Vajrayekhitwa này cũng được, viết ở cuối câu hoặc viết chỗ này cũng được. Bát tham măng chấm dưới hết trơn.
Samina nữa cả, thiếu chữ M. Athama. Câu trên. Rồi, đúng rồi, lại câu trên, câu dưới, bỏ câu dưới. Bỏ câu dưới đi. Rồi, bây giờ thôi, có ai chưa sửa bài một sửa đi. Bây giờ chỉ còn 5 phút thôi, chắc mình sửa bài xong nghỉ ha, kỳ tham một tí. Chân con kéo từ câu 1, trở xuống đây trời. Câu 1 tiếng Việt đó hả cô? À. Này coi thông tin trên Facebook thấy thân của cô tu nữ Phúc Hạnh mới vừa qua đời đấy, mình học bữa nay cũng chia phước cho thân của cô, mong được thánh thái tâm ở cảnh thế gian. Câu số 1 câu tiếng Việt hả Trân? Trân thu lại để coi câu số 3 hả Trân? Cô nghĩ các cô chắc chụp hình lại cho nhanh chứ viết lâu lắm. Câu 3 nào cô? Câu 3 tiếng Việt đó. Tiếng Việt dịch sang Pali. Mỗi người mỗi ý Việt. Bây giờ chụp hình đi con, kéo từ từ xuống cái cô chụp hình màn hình nè. À rồi đúng rồi. Lấy điện thoại ra chụp màn hình lại. Chụp ở đâu Trân? Chụp làm sao Trân? Có nghĩa lấy điện thoại ra chụp vô màn hình. Cô bấm một cái bên bên tắt với một cái bên lớn nhỏ hả cô? Mà bấm cái nhỏ đó, đừng bấm cái lớn. Yeah. Để con chụp nó con gửi. Để con chụp con gửi con. Rồi rồi, cảm ơn Trân. Nhảy liên hồi không có chụp được Trân ơi. Chậm chậm, chậm Trân. Yeah. Rồi lên xíu. Hay lát có gì con gửi vô trong lớp. À thôi lát gửi vô lớp đi. Tại kéo kiểu này chút được chụp không có được. Cái câu cần thì không có chụp. Để em lát không gửi vô lớp nha. Rồi rồi, cảm ơn, cảm ơn. Không, câu số 3 nó cũng sắp xong rồi. Chỉ có coi lại xíu thôi à. Chỗ cái đoạn cuối. Cô. Tiếng Việt sang Pali á, tiếng Việt sang Pali á, còn một cái đoạn cuối cái hồi nãy sửa một xíu, đẩy lên nữa Trân. Tiếng Việt sang Pali á, câu 3 nè. Không, cái này Pali sang Việt rồi. À đây rồi, đây rồi, đây rồi. À rồi, rồi xong rồi đó Trân, cảm ơn nhiều. Dạ, lớp buổi học đã kết thúc. Chúng con kính tri ân sư đã dành thời gian giảng dạy ba lê cho chúng con. Dạ, xin mời cô tu nữ Diệu Bảo thay mặt lớp tụng kinh hồi hướng phước báo có được đến chư thiên ạ.
Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Con xin thay mặt các học viên tụng kinh hồi hướng đến chư thiên ạ. Akasattha chabhummatha devanaga mahittika bunyang no anumodan tu chirang rakhan tu sasanang. Akasattha chabhummatha devanaga mahittika bunyang no anumodan tu chirang rakhan tu no garu. Akasattha chabhummatha devanaga mahittika bồn nhân nô anu mô đàm tu chi răng ra càn tu nhà ta vô. A ca sa tha cha phum ma tha đề qua na ga ma hít ti ca bồn nhân nô anu mô đàm tu chi răng ra càn tu pa ni nô. A ca sa tha cha phum ma tha đề qua na ga ma hít ti ca bồn nhân nô anu mô đàm tu chi răng ra càn tu pa ni nô. Akasattha chabhummatha devanaga mahittika bunyang no anumodan tu chirang rakhan tu no sada idang vatano bunyang asava khaya vahang on tu anagate kale. Sa thú lành thai. Sa thú buổi học kết thúc. Dạ, kính mời quý học viên trở lại lớp Pali vào ngày thứ năm hàng tuần vào lúc 19:30 tới 21:00. Dạ, xin chào sư và cả lớp. Dạ, con kính chào sư. Dạ, xin mời lớp. Dạ, con kính chào sư. Ai mất thì từ từ nữa nghe chưa nói ai mất Phúc Hạnh nào? Ba của cô Phúc Hạnh.